Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của chỗ anh Tiến đây rồi. Và bước vào trong nhà thì hiện tại thì rất là đông người, chắc là theo mình đoán các bạn thì chắc là anh bệnh cũng rất là nặng rồi. Chính vì thế thì bây giờ bà con thì hàng xóm, những người thân quen thì đến chơi và động viên thì vậy. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để hỏi thăm gia đình sâu hơn nha các bạn nhé. Vậy là anh có phải ngồi như thế này ạ? Hay có nằm được không? À, nằm là mệt à cô hay sao? Khó vào. Thế thì vào. Dạ. Đau quá. Vào. Anh là sinh năm 83 à cô? Vào 83. 83 thì năm nay cũng vừa có 38 39 tuổi thôi. Vào. Anh muốn dậy đi đâu hay sao ấy chứ? Đau ở đầu. À, đau quá. Vâng. Thế thì chắc phải vật lộn. Vâng. Vâng. Đang làm trụ cột gia đình. Anh là phát hiện ra lâu chưa ạ cô? Cách đây hơn 1 tháng chắc. À, hơn 1 tháng mình phát hiện ra. Vâng. Vâng. Anh Tiến là cứ phải nằm suốt như thế này ạ? Vâng. À, cứ phải ngồi suốt như thế này. Vâng, cô phải ngồi suốt thế này ạ. Nằm thì đây, cho ngồi chăn như thế này. À, vâng. Để cho ngả lưng thôi, đấy. Vâng, vâng. Cô đau thì là còn cái mô thể. Vâng, vâng. Khổ quá. Là lúc nào cũng phải có người bóp, xóa bóp cho. Cô ơi, thì cháu muốn hỏi là cái căn bệnh của anh ấy thì là bác sĩ kết luận là cái bệnh gì ạ? À. Có nghe đau bụng thì đi sang bên yên nghỉ thử chiếu. Vâng. Bác sĩ ở bên kia thì bảo là đi lên viện ca gấp. Vâng. Thế là bắt xe lên viện ca, thì viện ca thì trong lúc đấy thì đang dịch Covid ấy. Vâng. Tiếp nhận. À. Đấy, xong là vào 103. Dạ. Điều trị một thời gian, thế là bác sĩ bảo là Hà Nam. À. Dạ vâng. Vâng. Thì cũng gia đình cũng còn khó khăn quá nhỉ, cô nhỉ. Vâng. Và đang anh lại đang là trụ cột cho gia đình. Vâng, nuôi bà. À, các bạn ơi, hoàn cảnh của gia đình của anh Tiến đây là rất là đáng thương, rất là xót xa các bạn ạ. Anh thì năm nay vừa có 38 39 tuổi thôi. Đang là trụ cột trong gia đình, nuôi bà cụ là hơn 90 tuổi, nuôi mẹ già thì cũng trên 70 tuổi rồi, và con nhỏ nữa. Thì đang trong cái lúc mà khó khăn như vậy thì anh lại phát ra cái căn bệnh ung thư, và hiện tại thì sức khỏe của anh rất là đang rất là mệt đấy. Khi mà mình về đây thăm anh thì hiện tại là anh đang phải ngồi như thế này mà cơn đau cứ hành hạ. Gia đình, hoàn cảnh gia đình đây các bạn nhé, rất là khó khăn. Rất là mong thông qua những cái hình ảnh thực tế này thì rất là mong là các cái tấm lòng vàng, những cái nhà hảo tâm, chúng ta thôi trong cái giai đoạn mà Covid này ai cũng có khó khăn các bạn ạ. Tuy nhiên là mong muốn, rất là mong muốn rằng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa thì cùng chung tay, mỗi người một ít lá lành thì đùm lá rách, và lá rách ít thì đùm lá rách nhiều, thì mong muốn là thông qua những cái hình ảnh này thì sẽ có những cái hỗ trợ bằng tấm lòng, bằng tình cảm, cũng như là cả bằng vật chất, để có thể là giúp gia đình của anh Tiến vơi đi cái phần nào khó khăn nha các bạn. Cô ơi, thì cháu cũng đang rất là muốn trò chuyện thêm, nhưng mà thấy anh thực sự rất là mệt rồi. Con cũng không dám làm phiền nữa. Thì bây giờ thì chắc là bà cô dẫn con lên thăm bà một chút. Sau này con cũng có gọi là hộp sữa để con muốn gửi cho anh, gửi cho bà.
Vâng, dạ. Thì người cháu à, bà là ở trên nhà trên nào không? Vâng, dạ, dạ, vâng, vâng. Anh nghỉ đi nhé. À, đây, đây là bà ở trên nhà sàn riêng này các bạn. Bà có nghe được không ạ, cô? Bà không nghe được. À, bà không nghe được ạ. Vâng, bà không nghe được các bạn ạ. Thì mình muốn chào bà, thôi thì cứ chào bà một tiếng. Vâng. Và còn chào ba đây ạ. Bà không nghe được các bạn ạ. À, bà mệt thì cứ cho bà nằm cũng được ạ, không phải ạ. Dạ. Bà không nghe được thì con nói cũng không không đấy được nhỉ. Cái tiếng nói tiếng Mường bà có nghe được không ạ? À dạ. Dạ. À các bạn ơi, hiện tại thì mình đang lên đây để ngồi với bà cụ bà cố một chút. À, hồi nãy thì nói chuyện ở dưới kia thì hỏi thăm cho anh Tiến rồi, nhưng mà anh ấy đang rất là mệt cho nên là mình cũng không dám làm phiền anh nhiều. Thì bây giờ mình đây là bà nội à, hay là vâng đây bà nội. À vâng ạ. À, đây, các bạn ơi, đây là bà nội của cho anh Tiến, và bà thì năm nay cũng trên 90 tuổi rồi cô nhỉ. Vâng. Và bà cũng rất là ngồi được nhưng mà bà cũng mệt mỏi chân mỏi tay các bạn ạ. Thì cái hoàn cảnh của gia đình thật sự là mình về đây mình nghĩ thực tế như này mình biết là rất là vô cùng khó khăn luôn. Trong cái giai đoạn mà bà đã lớn tuổi rồi, anh này trụ cột gia đình thì lại bị bệnh trong cái giai đoạn hiểm nghèo như thế thì rất là khó khăn. Thì thôi thì chắc là bà không nghe rõ. Thì ngày hôm nay con về đi đây thì chỉ là bằng cái tư cách cá nhân của con thôi. Vâng ạ, của cháu thôi. Thì cháu con không có cái gì cả. Nên đây trong này thì có gọi là con mua được cho bà một lốc sữa. Cái này thì gọi là có cái thêm được với mắm với muối gia đình. Thì con cũng gửi cho cô, thì có gì cô cũng giữ lại giúp cho anh Tiến, cho bà với con với. Vâng. Cái này là tình cảm của con thôi, chỉ cá nhân con thôi, chứ không con cũng chưa gọi là chưa qua được cái tổ chức nào cả. Vâng. Rất là mong muốn là chia sẻ với gia đình này như thế. Vâng. Vâng. Thì cũng báo cáo với cháu thì hôm nay là cháu cũng về đây, trước hết là thăm gia đình, hay nữa là cũng để biết thêm cái hoàn cảnh của gia đình cũ ở đây. Dạ. Thì báo cáo với cháu thì cô thì là cháu dâu. À, cháu dâu ạ. Cháu dâu của bà cụ. Dạ. Nói chung là thôi thì cháu về đây thì dạ, cháu cũng có tấm lòng. Dạ. Con đó. Vâng. Không biết nói gì hết thì thay mặt cho gia đình là cũng cảm ơn cháu. Dạ vâng ạ, không có gì đâu cô ạ. Thì bây giờ con cắm sữa cho bà, chắc là bà mới được vâng, nhà. Vâng, bà mới được. Cụ ơi, con mời cụ ạ. Vâng. Và cụ. Dạ, con mời bà. Dạ, bà. Thông báo cô bà đi thôi đi bà. Đi dạo. Bà hiện tại là còn ăn được tí gì không à cô? Bà có ăn được cháo. Bà ăn được cháo ạ. Chàng hàng bữa là bà ăn cháo ạ. Vâng. Còn miễn dịch của ra thì bà nuốt thì khó. Vâng, bây giờ thì mình không nhai được nữa. Vâng, sức khỏe yếu. Vâng. Bà uống đi bà ơi. Bà uống đi ạ. Còn đây này, cháu cũng mua đây này. Vâng. Lần sau cháu về thì cháu sẽ mua thêm cho bà nhiều hơn. Bà là chính ra là năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi bà cô? Bà sinh năm 1928. 28 ạ. Vâng. 28 thì năm nay là 90 93 ạ. 93 94. Ờ 93 94 rồi đấy. Vâng. Dạ vâng. Và chắc bà khát nước à? Bà khát nước, bà uống sữa. Thế còn còn đâu, còn mẹ của là mẹ của anh Tiến là ở trong nhà mình ở đâu? Ở dưới. À ở dưới. Vâng. Ở dưới cái con trai ở dưới. À vâng. Đấy, một nhà thì bây giờ là một bà cụ thì cũng già yếu như thế này. Vâng. Với lại con trai của bác ấy thì cũng bệnh tật như thế, cho nên vâng, là anh chị em là cũng tập trung về đây để vâng, hỗ trợ. Vâng. Đấy, với bác không có thể vận. Dạ. Cháu hồi nãy cháu về đứng ngoài cửa thì cháu hơi giật mình. Bởi vì cháu thấy là sao tự dưng nhà đông người quá. Vâng. Cháu cũng kiểu như chột dạ thôi, nhưng mà cũng rất là may là khi mà vào thì hỏi thăm thì mới biết là
anh em họ hàng rồi các cháu con thì cũng về để gọi là động viên thôi. Vâng. Cái đấy cũng còn gọi là cũng đỡ lo một chút. Vâng. Vâng. Thì chắc là bà cũng mệt rồi đấy cô nhỉ? Vâng. Vâng. Không mệt, cháu nói chuyện. Sức khỏe của cháu Tiến thì mấy ngày đến hôm nay là ngày thứ 5 rồi cũng vâng. không ăn được cái gì. À không ăn được cái gì ạ? Không uống được cái gì. Vâng. Cho nên là cũng tương đối là mệt cho vâng. anh em họ hàng. Chú bác gần xa là cũng về hết. Vâng. Nói thẳng ra nói dại miệng thôi, nhưng mà chắc là anh cũng là cái giai đoạn cuối rồi đúng không ạ? Vâng. Và vâng. khi mà bệnh viện mà trả về như thế thì có nghĩa là bây giờ là gọi như là mình còn nước còn tát ở nhà, có cái thuốc thang gì lá cây này kia thì mình dùng thôi. Vâng. Chứ còn là thuốc cái pháp đồ điều trị của bệnh viện coi như là cũng không dùng nữa đúng không ạ? Vâng. Vâng. À, cô ấy thì vậy cho cháu hỏi thăm tế nhị một chút thôi. Vâng. Thì nhưng mà cũng muốn là gia đình nếu mà có thể thì chia sẻ giúp cháu. Tức là bây giờ là cái bệnh tật của anh như vậy á, thì chữa trị rồi từ trước giờ thì có tốn kém không ạ? Thì cũng gia đình thì điều trị thì cho cháu nó đi viện 103 thì nói chung là cũng tốn kém, nhưng mà cũng còn may là cũng được hưởng chút ít cái bảo hiểm. À, chế độ ở khu nhà mình là còn 135 không ạ cô? Vâng, thường cái thôn này là cái xã Hưng Thi này là còn 4 thôn. À. Trong đó là có cái thôn Niếng này là cái thôn đặc biệt khó khăn. Vâng, đặc biệt khó khăn. Tức là còn được hỗ trợ ưu tiên của các anh nhà nước. Vâng. Vâng, thì nó đỡ đi đúng không ạ? Và đỡ đi cái phần mà mình đi viện này kia, cái nào chi phí ở ngoài thôi là mình đấy thôi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Còn anh em thì nói chung là cũng khi biết tin cháu như thế thì cũng gọi là người một đồng hai đồng thì vâng. cũng góp lại để cho cháu nó vâng. chữa bệnh. Gọi là chung tay mình giúp đỡ gia đình. Vâng. Vâng. Thế còn cái gia đình hiện nay là có nợ nần gì không cô? À, ngân hàng này kia cái gì không ạ? À, gia đình thì hiện nay vẫn còn một cái sổ nợ ngân hàng. Vâng. Tức là cũng được cái nhà nước người ta hỗ trợ cho cái làm nhà ở. Vâng ạ. À, vâng. Nói chung là vẫn có nợ đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thế thì cho cháu hỏi, cháu cũng nghe thông tin nhưng mà cũng không rõ lắm là khi mà anh Tiến như thế thì hiện tại thì gia đình, chuyện gia đình riêng của anh ấy thì là cũng ly hôn rồi phải không ạ? Vâng. À. Thì hai vợ chồng của cháu là nó cũng ly hôn được mấy năm nay rồi. Vâng. Đấy thì vâng. con gái lớn thì ở với mẹ nó. À cũng à thế ạ. Thế thì bây giờ thì ở đây như này thì bà thì cả mẹ với lại cả bà cũng lớn tuổi như thế này rồi. Cháu thì lại còn rất là nhỏ. Thì bây giờ thì vâng. mọi cái thì đều là phụ thuộc vào anh em họ hàng đấy cô nhỉ. Vâng. Vâng. Cũng, vậy là vất vả quá. Đây bây giờ thì đây như nhà cô ấy thì cũng cách đây 2 cây. Vâng. Nhưng mà cũng phải về đây. Vâng. Thế thôi thì giúp gia đình được cái gì. Vâng. Cô là cô của anh Tiến. À là thím dâu. À thím dâu tức anh là, Tiến. Ông nội của cháu Tiến này là anh trai. Vâng. Còn bố chồng của cô là em trai ruột. À vâng. Con chú con bác cũng vâng là anh em gần với nhau đấy. Trong cái lúc mà khó khăn như này đấy phải nương tựa vào nhau đấy cô ạ, chứ biết làm sao được. Vâng. Bây giờ chứ anh cũng là lao động chính như thế mà là như thế rồi, còn bà cụ nữa rồi nào là mẹ già rồi các cháu ăn học nữa thì quả thực là quá là vất vả, quá là eo le cô ạ. Vâng. Vâng, đấy nên là vừa rồi là cũng được cái sự quan tâm của đảng ủy rồi của ủy ban vâng. đấy, rồi và của hội người cao tuổi dạ. thi là cũng về thăm sức khỏe. À vâng. Trước hết là bà cụ đây vâng. gia đình nữa là cũng gọi là có chút ít để động viên. Vâng. Nói chung là trong cái hoàn cảnh này thì thôi thì chắc chắn là chính quyền địa phương này kia cũng có cái sự quan tâm rồi. Vâng. Nhưng mà trong cái khu mình nói là khu 135 như thế này thì chắc chắn là còn rất là nhiều hộ khó khăn. Cho nên là cái sự quan tâm đấy thì không thể nào mà nó vâng. mỗi gia đình mình được. Còn phải vâng. chia sẻ mỗi nhà mỗi đấy, cho nên là gọi là được phần nào để động viên thôi cô ạ. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Thế thôi cô ạ, chắc là cho bà nằm nghỉ đi ạ, bởi vì là con thấy bà ngồi cũng mệt, đang buổi trưa như này, con lại đúng đến đúng cái lúc trưa nhưng mà cái thời gian như vậy. Bà không biết là bà uống hết sữa chưa? À, cháu xem là bà uống hết sữa rồi thì cắm cho bà.
thì bà uống. Đến lúc nào bà uống thì bà uống. Vâng, thì cháu không không dám mang vào chỗ anh Tiến thôi, không, bởi vì là chắc là không biết là anh có đấy không, thì nhưng mà nếu mà anh uống thì có gì nhờ cô đấy cho anh mình. Vâng. Vâng, thôi vâng. Thì thay mặt cho gia đình là cũng cảm ơn cháu. Vâng ạ, không có gì đâu cháu cô ạ. Tiến thì cũng năm hôm nay rồi cũng không ăn uống được. Dạ vâng, dạ. Vâng. Thì hôm nay thì cháu cũng sắp xếp thời gian được thì về thăm gia đình mình như thế. Vâng. Thì một lần nữa thì cháu cũng không biết phải nói gì hơn cả. Trong cái lúc mà khó khăn như này thì cháu chỉ biết là bằng cái tình cảm của mình. Vâng. Thì đến để động viên gia đình. Vâng. Cũng cầu mong và cũng chúc cho anh, chúc cho bà, chúc cho gia đình mình là mạnh khỏe. Thì gặp được những cái may mắn trong cuộc sống, những cái tấm lòng hảo tâm sẽ hướng về gia đình mình để có thể là vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này cô ạ. Vâng. Vâng, thì bây giờ thì cảm ơn cháu. Dạ vâng ạ, thì bây giờ thì cháu cũng xin phép thôi ạ. Vâng. Vâng. Thôi thì đằng nào cũng thế cháu ạ. Vâng. Cháu đã về đây rồi thì ở lại thì dùng cơm với gia đình đã. Vâng ạ, cháu cũng cảm ơn lời mời của cô thôi ạ, nhưng mà cháu này bây giờ cháu lại phải đi những trường hợp khác nữa cơ. À, vâng, đấy, vâng. Thì, cháu còn định đi Văn Nghĩa thì cũng có một cái gia đình khó khăn ở bên đấy. À, vâng. Thì vâng ạ, thì chính vì thế thì con cũng cháu cũng cũng rất là cảm ơn cái tình cảm tấm lòng của gia đình thôi. Vâng. À, cũng xin phép là cháu được đi thôi ạ. Vâng. 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 Dạ. Vâng, bà ơi, bà nghỉ đi bà nhá. Vâng, vâng, thì lần sau cháu lên cháu lại mua sữa cho bà nhá. Vâng, thì bà tiếng nghe tiếng không. Đúng vâng rồi. Nhưng mà vẫn như thế là mừng rồi. Vâng. Vâng, bà nghỉ cho khỏe nhá bà nhá. Vâng. Bạn chẳng nghe hỏi vâng. Bạn chẳng nghe được. Chắc là cũng thấy cháu nói xong rồi bà cũng mang máng như thế. Vâng. Cho anh uống thuốc hay sao ạ? Uống thuốc. Vâng. Thì anh cũng không nói chuyện được, cho nên là cháu cũng qua lời mấy lại các bà thôi ạ. Vì vâng. Bởi vì là cũng anh mệt lắm như thế thì cháu cũng không muốn hỏi anh nữa. Vâng. Vâng, thì nói thì cũng chẳng rõ mà vâng, được, kiểu mệt quá bà. Vâng. Vâng, thế thôi cháu không làm phiền anh, cho anh nghỉ ngơi đấy ạ. Vâng. Vâng. Vâng ạ, thì bây giờ thì cháu xin phép được chào tất cả các bà các anh chị ạ. Vâng. Vâng. Chào cháu. Dạ vâng ạ. Cháu chào cô ạ. Vâng. Cháu chào các chú các anh ạ. Vâng. Vâng. Dạ vâng.